Hello, xin chào cả nhà đến kênh Mùi Liễu nha. Thì bữa nay nhà em có bắt được mấy cái chạch này cả nhà. Cái chạch cũng bự bự cơ mà. Mới mua ở ngoài chợ luôn nè. Rồi bữa nay mình sẽ bữa nay em sẽ đem mấy cái chạch này em đi mi nước cho cả nhà. Nước mình chấm với muối chanh ăn. Kiểu như nó không có được tháo ở cả nhà mình để cho nó không khó suy nghĩ đấy. Rồi ơi. Thì có lửa than để em nướng cá cả nhà ơi. Cá bên này nó ngon rồi mà cũng ngon quá nè. Con này là bự nhất chứ. Con này thì nó hơi ốm mà nó nhỏ hơn con hồi nãy. Mà nó cũng kiểu như nó cũng tròn tròn mập mập cái nhà nó uống. Cái này thấy có mỡ nhiều quá nè. Cái này hay vị nướng cũng mau chín
Rửa hàng là rất là nóng luôn á, bởi vì mình phải ngồi xa xa nha. Vàng ơm rồi đó, nó vàng chút nữa là nó mới ngon. Kiểu như mình cho nó chín đều á. Ui, nó biết ngon. Cái này mà mình đem vô mình ăn nóng nữa là quá ok luôn cả nhà. Cái này là ở ngoài chợ bán là 100.000 một ký một cái nhà, cá chạch bùng á. Còn cá chạch của mình thì nó hơi ốm hơn cái này. Cá chạch mà của mình giờ khó bắt có cái nhà, lâu lâu mới gặp được con à. Chứ như giờ là như là nó hết luôn hay gì á. Xưa thì có nhiều, bây giờ là lâu lâu mới gặp được con. Cá chạch mình là mình màng khô rồi ăn cũng ngon, màng khô rồi mình đem đi nướng. Càng cho nó vàng hơi chút nữa là được rồi. Chắc cũng chín rồi cả nhà, em chịu hàng cho bớt cho, bắt đầu em để đây cho nó nóng. Nóng cái bắt đầu em đi làm cái mới chị canh nè. Cho nó bớt lửa xuống đi. Nhiều quá đó. Sáng ngày chim héo, chim hót cái là ngon quá nè. Xong rồi cái nhà dĩa cá em chín rồi nè. Bắt đầu quay qua làm muối tiêu chanh. Tâm chén này em làm muối tiêu chanh được. Tâm một trái ớt, mà bữa đó làm nhiều quá nó cay quá rồi. Bữa đó làm ăn mà xoài á, làm hai ba trái gì nữa cả. Mình cho vô cái miếng chanh cả nhà. Chanh này kiểu như là nó không có nước nhiều nè. Hột quá hột luôn. Nhiêu đây nữa là được, cái hột vớt và cái hột ra nữa. Chấm cá nó mới bắt. Rồi bắt đầu em thử nghiệm một khúc với cả nhà, thử nghiệm một khúc nhỏ này đi. Mời cả nhà nha. Cái này mình nướng nó vừa chín tới lưỡi luôn kìa. Thịt đang rất là ngọt luôn á. Bốc quá. Miếng nữa. Mời cái này không? Cả nhà hãy ở clip với em xin một like và đăng ký kênh ủng hộ này để theo dõi những video tiếp theo của em nha.